Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Phong để quay một clip mới giao lưu đến quý cô chú anh chị một số phôi nguyệt quế, hoa giấy Mỹ cũng như là mai chiếu thủy ha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc của anh Phong có phần mô tả như tiêu đề ha. Quý cô chú anh chị thích kênh nào liên hệ trực tiếp với anh ha. Thời chào anh Phong ơi. Rồi anh xin chào em. Dạ con xin kính chào tất cả quý bà con đang xem kênh em LTK Bonsai. Hôm nay trở lại kênh thì con có một số mặt hàng như là nguyệt quế, mai chiếu thủy, đặc biệt có cây hoa giấy Mỹ quý bà con để giao lưu cùng quý bà con. Thì con cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con vừa qua ủng hộ chỗ nhà vườn con thì con rất biết ơn và ghi nhận. Số điện thoại con là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, là chương trình con bao phí cho quý bà con tới nhà quý bà con. Đầu tiên con xin vô cây số 1 là cây hoa giấy Mỹ này, con có một cây mà không, quý bà con ơi, cây này cũ thì dặn dẹo rất là khéo cây quý bà con. Cái này là bầu đất nó nặng, con gỡ bầu đất ra con bó lại sơ dừa nha quý bà con. Hoa giấy thì nó rất là dễ sống. Rồi xin báo thông số. Chiều cao là 84. Dạ hoành thân trên vị trí này. Là 44. Hoành cũ rất lớn quý bà con. Hoành cũ là 62. Nó dặn dẹo rất là khéo quý bà con. Không có lỗi luôn ha. Dạ cái này là không có lỗi nha quý bà con. Rồi cây hoa giấy Mỹ mã số 1 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3.200.000. Rồi con xin phép đổi. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là nguyệt quế tàn quý bà con. Này con có 2 cây quý bà con. Rồi con xin phép báo thông số. Chiều cao là 112. Tán ngang là 75. Dạ hoành thân vị trí này là 24. Dạ mã số 2 xin giao lưu với quý bà con là giá 1.200.000. Rồi con xin phép đổi. À, tiếp theo là mã số 3. Rồi, xin báo thông số. Chiều cao là 88. Tán ngang là 75. Dạ hoành thân vị trí này là 17. Dạ mã số 3 xin giao lưu quý bà con là giá 900.000. Dạ tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là nguyệt quế phôi của bà con. Cái này nó để lắc lắc thú thú của bà con. Rồi xin báo thông số. Chiều cao là 101. Dạ hoành thân vị trí này là 31.
Dạ, mã số 4 xin vào lô quý bà con là giá 1 triệu đồng. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là nguyệt quá phôi quý bà con. Cây lành tích không bọng không mọc nữa quý bà con. Rồi, xin báo thông số. Chiều cao là 130. Quỳnh thân vị trí là 50 quý bà con. Cái đế đều đế lực quý bà con. Dạ, mã số 5 xin giao lưu với quý bà con là giá 3.500.000. Rồi, phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 6. Đế cái này rất khéo của bà con, gà nó bấm xuống không nghèo của bà con. Rồi, con xin phép báo thông số. Dạ, chiều cao là 128. Ở hoành thân vị trí là 58. Rồi, mã số 6 xin giao lưu với quý bà con là giá 5 triệu đồng. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng là nguyệt quế của bà con. Rồi, con xin phép báo thông số. Chiều cao là 82. Quỳnh thân vị trí này là 42. Mã số 7 xin giao lưu với quý bà con là giá 1.900.000. Rồi, tôi xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số
8. Rồi, xin phép báo thông số. Chiều cao là 77. Hoành thân vị trí này là 40. Cây đế cũng rất khéo của bà con. Dạ, mã số 8 xin giao lô với quý bà con là giá 1.500.000. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Rồi, con xin phép báo thông số. Chiều cao là 102. Hoành thân vị trí này là 34. Rồi, mã số 9 xin giao lưu quý bà con là giá 1 triệu đồng. Dạ, tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 này cốt cành thì nó cũng đều nữa quý bà con. Cái này cái lùng đế thu thú. Rồi, con xin phép báo thông số. Chiều cao là 59. Hoành vị trí này là 29. Rồi, mã số 10 xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu đồng. Rồi, xin phép đổi. Tiếp theo là mã số 11. Rồi, con xin báo thông số. Chiều cao là 76. Hoành vị trí này là 32. Dạ, cây này có thể bà con cắt cái cành này ra tạo cành 2 nha quý bà con. Chưa chịu hao quý bà con, cây cành 1 ra cây trực lắc rất là đẹp nha quý bà con. Dạ, mã số 11 xin giao lưu với quý bà con là giá 1.300.000. Cái này cắt cái dựng lắc rất là khéo. Dạ, tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là mai chiếu thủy nha quý bà con. Dạ, cái này là da xanh. Cái này lá chung nha quý bà con, người ta còn gọi là chung nhị quý nha quý bà con. Chiều cao là 42. Dạ, hoành thân vị trí này là 40. Đây là lùng đế cũng đẹp nữa của con, đều của con. Dạ, mã số 12 xin giao lưu quý bà con là giá 1 triệu đồng. Dạ, tiếp theo là mã số 13.
Mã số 13 cũng là mai chiếu thủy, lá chung, chung nhị quý. Rồi, tôi xin báo thông số. Chiều cao là 92. Quần thân vị trí này là 39. Dạ, mã số 13 xin giao lưu quý bà con là giá 1 triệu đồng. Rồi, tôi xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 14. 14 cũng là mai chiếu thủy, lá chung, chung nhị quý. Rồi, tôi xin phép báo thông số. Chiều cao là 131. Hoành thân vị trí này là 35. Dạ, mã số 14 xin giao lưu quý bà con là giá 1 triệu đồng. Dạ, tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 cũng là mai chiếu thủy, lá chung, chung nhị quý của bà con. Cây này nó cái giá ngã ngã bay bay của bà con. Cây này mình hạ xuống nữa, cái nữa cho giá bay. Dừng dáng xuống chút nữa. Rồi, cũng xin phép báo thông số. Chiều cao là 100 đúng với bà con. Dạ, cần bay nó ra là 72. Quần đó trên này đi. Thước của này lộn hoài thôi. Dạ, quần vị trí này là 33 quý bà con. Dạ, mã số 15 xin giao lưu với quý bà con là giá 1.200.000. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 cũng là mai chiếu thủy, lá chung, chung nhị quý của bà con. Cây này thì cái đế đặc thù của bà con ơi. Rồi, tôi xin phép đo thông số. Chiều cao là 82. Dạ, hoành thân đo vị trí này là 52. Mã số 16 xin giao lưu quý bà con là giá 1.200.000. Rồi, tôi xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 là mai chiếu thủy, cái này da đen quá lớn nha quý bà con.
Đây này cái dáng cụm gừng con cắt vừa hao với bà con, gì với bà con sở hữu về cắt lại với bà con. Rồi, tôi xin báo thông số. Chiều cao là 116. Này con đo hai thông số với bà con. À, thông số hoành tổng là 80 với bà con. Còn quanh vị trí này là 60. Dạ, mã số 17 anh xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu đồng. Dạ, mã số 17 cũng là mã số cuối cùng của clip con ngày hôm nay quý bà con. Thì cuối video này một lần nữa, con cũng xin tổng chào tất cả quý bà con đang xem kênh. Và cũng chúc quý bà con và gia đình là sức khỏe và làm ăn phát tài và ăn sự được như ý. Xin chân thành cảm ơn quý bà con rất nhiều.